Con này. Không, con này là mình mua lại. Chào chị Hạnh, em là Duy bên trung tâm chất phẩm sinh học ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì đi qua đây thì nhờ anh Giang là dẫn tới tham quan cái mô hình của chị. Chị Hạnh chia sẻ với bên em. Làm cái này thì nhà mình chỉ làm xay rau vậy rồi cho lỡ ăn thôi. Cái máy này nhà mình thì mua lâu rồi. Dạ. Mua lâu rồi mà chỉ xay những cái rau, cái cỏ linh tinh này nuôi lợn thôi. Dạ. Tức là bây giờ là nhà chị chủ yếu là về có nuôi lợn và có nuôi cá. Vâng, nuôi lợn nuôi cá thôi. À, vậy là cái máy này là chị vừa dùng để kết hợp vừa nuôi lợn vừa nuôi cá luôn. Vâng, đúng rồi. Ừ, cái máy này chị dùng được bao lâu rồi chị hả? Được mấy hơn chục năm rồi. Hơn chục năm rồi. Vâng. Dạ, yeah. Tới tận bây giờ là nó vẫn còn hiệu quả. Vâng, từ cái này từ năm anh Giang anh mới làm từ đầu tiên mà. À, vậy à. Vậy tốt quá ha. Vậy là khi mà dùng cái máy này thì chị thấy là cái chi phí thức ăn của mình giảm xuống đáng kể không vậy ha? Giảm xuống nhiều ấy. Dạ. Yeah. Không phải mất nhiều như ngày xưa đâu. 50-60% thôi. Cũng phải được 50% đấy. À, chi phí thức ăn giảm 50%. Và vậy là cái khoản chi phí giảm như vậy thì nó sẽ làm cho tăng cái khoản lợi nhuận của mình lên. Và công sức mà khi mà có máy chế biến thức ăn cho nuôi đa năng này thì nó cũng giảm đi rất là nhiều vậy ha. Vâng. Cái mâm rau cũng nhàn đâu cơ. Yeah. Em thấy chị còn có thời gian để còn trồng cái thanh long nữa chị. Vâng. Ha. Và cái nguồn thức ăn ở đây là hiện tại là mình chủ động được hết ha. Là vâng. Rau củ quả trong cái vườn nhà mình hết. Vâng, chỉ có ở trong vườn nhà mình thôi. À, vậy hả? Và cái vườn nhà mình là nó có dư cái nguồn nguyên liệu. Vâng. Để cho heo ha. Vâng. Ừ. Vậy mà khi mà chị nuôi như vậy thì cái chất lượng thịt của mình á, lượng heo thịt của mình á thì nó tốt hơn hẳn vậy ha. Vâng. Và cái việc mà thương lái hay là tất cả những cái nơi cái lò mổ họ tới họ thu mua thì họ rất là thích. Vâng, người ta thích mua lợn nhà mình lắm. À, tức là họ thấy là cái chất lượng thịt tốt. Vâng. Ví dụ mình bán nhà lò kia là người ta biết là người ta mua lợn nhà mình rồi là người ta bán thịt cũng chạy hàng mà. À vậy hả? À. Tức là cái việc mà được cái uy tín của người tiêu dùng luôn. Vâng. Tức là họ đã biết là cái thịt heo nhà chị Hạnh vâng. đó thì lập tức là người ta sẽ tin cậy và vâng. tiêu thụ rất là mạnh. Như vậy là khi mà mình dùng những sản phẩm sạch, mình có quy trình tốt ha, làm vâng. chủ được mọi thứ hết thì cái chất lượng thịt nó tăng lên. Thì cái người tiêu dùng người ta biết thì như vậy là người tiêu dùng cũng an tâm mà cái người thu mua mà để bán cho người tiêu dùng an tâm, mà mình là cái người mà chủ động chăn nuôi cũng yên tâm và cảm thấy vui khi mà người tiêu dùng người ta cũng đón nhận cái thành phẩm của mình. Vâng.